đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh Bến Tre phối hợp với quyền đoàn Ba Tri tổ chức các hoạt động truyền thông hỗ trợ khởi nghiệp và các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số năm 2023 cho lực lượng cán bộ đoàn, đoàn viên các xã thị trấn, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên có sản phẩm muốn đăng ký sản phẩm ô cớp trên địa bàn huyện. Tại buổi truyền thông, đoàn viên thanh niên được hướng dẫn và triển khai các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số trong thanh niên trên địa bàn dân cư, hỗ trợ tạo chữ ký số VNPT Smart CA khi giao dịch trên cổng dịch vụ công, giới thiệu về Digital Shop, hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, ứng dụng phần mềm và khai thác internet, mạng xã hội an toàn, hiệu quả đồng thời chia sẻ các nội dung liên quan đến sản phẩm ô cớp trong thanh niên như giới thiệu một số sản phẩm ô cớp trên địa bàn tỉnh, chia sẻ về một số khó khăn trở ngại trong quá trình làm hồ sơ và cách thức đăng ký sản phẩm ô cớp, vai trò của tổ chức đoàn trong tham gia hỗ trợ đăng ký sản phẩm ô cớp, giải pháp để có nhiều sản phẩm đăng ký chuẩn ô cớp hơn trong thời gian tới nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho thanh niên.